ngày 10 tháng 5, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho hay đã khởi tố hình sự đối với Ca Nâng, Ca Cơ, Ca Siêm Quy, Ca Hiền, Ca Linh, Ca Quốc Khánh cùng ở xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm về tội danh bắt giữ người trái pháp luật. Công an cũng đang làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với nhóm 6 thanh niên vừa nêu. Riêng Ca Nâng, Ca Cơ, Ca Hiền còn bị khởi tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vào cuộc điều tra, Công an đã phát hiện Ca Trường, 17 tuổi, có liên quan đến các vụ trộm trên địa bàn xã Lộc Nam nên đã khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại. Ca Trường có nợ Ca Nâng 300.000 đồng. Ca Nâng nhiều lần yêu cầu Ca Trường phải trả số tiền lớn hơn, cụ thể là 4 triệu đồng. Khoảng giữa tháng 4 năm 2024, Ca Trường bị Ca Nâng, Ca Cơ, Ca Hiền và Ca Siêm Quy cùng ở xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm đưa tới chòi hoang trong thôn đánh đập và giam giữ, không cho Ca Trường về nhà. Sau đó, Ca Trường xin Ca Nâng đi kiếm tiền để trả nợ thì Ca Nâng đồng ý. Để có tiền trả nợ, Ca Trường đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản. Sau khi Ca Trường bị công an tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản, Ca Nâng không biết thông tin này nên đã bắt giữ Ca Su, em trai của Ca Trường, đưa đến ngôi nhà hoang ở xã Lộc Nam. Tại đó, Ca Su bị nhóm Ca Nâng, Ca Cơ, Ca Siêm Quy, Ca Hiền cùng 2 người khác giữ lại, đánh đập. Ca Nâng khai nhận mục đích là để tra hỏi Chu về nơi ở của Ca Trường. Đến 22 giờ ngày 6 tháng 5, nhóm này mới thả cho Ca Su về. Ca Su đến công an xã Lộc Nam trình báo. Ngay sau đó, công an đã truy xét, bắt giữ nhóm người nói trên. Nhóm của Ca Nâng đều nghiện ma túy, không có nơi ở cố định, sống lang thang và chọn các khu chòi, nhà hoang trên địa bàn để làm địa điểm ăn ở và sử dụng ma túy.